Vật chết thay người. Ngày xưa ngày xưa, trên thiên đình có một vị tướng quân, người đứng đầu đoàn thiên tướng Oai Phong. Đêm đêm, tướng quân thường cưỡi ngựa xuống phàm trần. Cứ khi gà gáy canh ba thì chàng phải trở về trời trước khi vần ô ló dạng. Nếu không, cửa trời sẽ đóng và chàng sẽ bị đày đọa mãi mãi dưới trần gian. Vị tướng nhờ có con Thiên Lý Mã chớp mắt chạy xa ngàn dặm, nên trời vừa nhá nhem tối, chàng đã đến hồng trần và có thể nấn ná đến khi gà gáy canh năm trở về trời cũng kịp. Mời chàng vào trong này trò chuyện. Đến sớm về muộn nhờ con Thiên Lý Mã, chàng có đủ thời gian gặp một nàng thôn nữ và đã cùng nàng trao đá đổi vàng. Cứ thế đã trở thành một thói quen. Đêm nào, nàng thôn nữ cũng đợi chờ người yêu trước cửa lều trên thảo nguyên. Cả hai cùng thưởng trà, tâm sự họa tranh, đọc thơ. Cả hai rất hòa hợp và yêu nhau thắm thiết. Màn đêm buông xuống, khi tiếng vó ngựa vang lên là người tình đã hiện ra trước cửa lều. Nàng thôn nữ không còn cảnh cô phòng chiếc bóng. Quen chàng đã lâu, thiếp vẫn chưa biết chàng từ đâu đến. Ta đến từ thiên đình. Cứ khi trời sắp sáng, chàng lại đi mất. Chàng đi về đâu vậy? Ta phải trở về thượng giới, nếu không Ngọc Hoàng sẽ trách tội ta. Ra là vậy, đó là lý do chàng chẳng bao giờ ở đây tới sáng. Nàng lén chuẩn bị một con tuấn mã. Khi chàng từ giã, nàng cũng giục con tuấn mã chạy theo để xem chàng đi về đâu. Nhưng làm sao một con tuấn mã ở hạ giới theo kịp con Thiên Lý Mã chốn thiên đình? Chàng đừng đi, hãy ở lại đây cùng thiếp cho tới ngày hôm sau. Công việc của ta trên thiên đình còn rất nhiều, ta không thể bỏ cả để ở lại dưới trần. Mỗi đêm chúng ta được gặp nhau như vậy đã là hạnh phúc lắm rồi. Thật khó hiểu, còn Thiên Lý Mã của chàng trông gầy còm như thế mà sao nó có sức chạy như bay vậy? Như vậy chẳng chạy mau sao được. Thì ra phía sau mỗi chân ngựa có một cặp cánh nhỏ. Nếu không có cặp cánh, ngựa thần không thể đưa chàng về trời. Ta sẽ giữ chàng ở mãi bên cạnh mình. Vì quá yêu chàng thiên tướng, nàng thôn nữ đã liều lĩnh dùng dao cắt đi 4 chiếc cánh nhỏ ở chân của Thiên Lý Mã, với suy nghĩ ngây thơ rằng làm như vậy sẽ khiến chàng không thể về trời và mãi ở bên nàng. Tuấn Mã ơi, sao hôm nay ngươi không còn sức phi mau như gió? Cố gắng lên đi, ngươi có thấy vườn ô sắp ló dạng rồi chưa? Mau đi Tuấn Mã, cố gắng thêm đi, cố gắng thêm nữa đi. Nếu không, chúng ta sẽ không thể đến kịp trước khi cửa trời khép kín. Thiên Lý Mã ơi, Thiên Lý Mã, ôi! Nàng ơi, giờ ta phải làm sao để trở về? Trời ơi, sao thế này? Thiên Lý Mã ơi, Thiên Lý Mã ơi. Chàng thiên tướng khóc tiếc quãng đời, địa vị của mình trước đây. Chàng khóc cho cái chết của ngựa quý, khóc cho mối tình tan vỡ với nàng thôn nữ. Chàng khóc thương Thiên Lý Mã, ôm đầu ngựa vào lòng. Khi giọt lệ của chàng rơi trên mình ngựa, ngựa biến thành đàn, đầu ngựa thành đầu đàn, đuôi ngựa thành dây đàn. Khi lấy lông đuôi làm bả cung kéo lên dây đàn sẽ phát ra những âm thanh bi thương. Về sau, người Mông Cổ gọi nó là đàn mã đầu cầm. Họ thường gảy đàn mỗi khi cảm thấy chất chứa tâm sự, ai oán trong lòng. Sẻ mẹ và sẻ con. Thank you.
Nhà mình chật thế này, mẹ còn lôi anh Sáu về đây làm gì? Cậu bé đang bị thương mà con. Nhà mình còn có chút thức ăn à, mẹ lại dành cho anh ấy hết. Mưa gió thế này, sao mình đi kiếm ăn được hả mẹ? Thế này thì mẹ con mình chết đói mất thôi. Phải biết giúp đỡ người khác khi gặp khó khăn chứ con. Mấy tháng sau, ba mẹ cô và em sẽ, cháu sẽ không bao giờ quên ơn cô và em đâu ạ. Tạm biệt anh Sáu. Anh Sáu đừng quên mẹ con em nhé. Yên tâm đi con, nhất định anh Sáu sẽ không quên mẹ con mình đâu. Có ai ở đó không? Ơ, anh Sáu, đúng anh rồi. Anh Sáu ơi. Không, tổ nhà tôi chật rồi, không vào được đâu. Đúng là anh mà, trước đây mẹ em đã cứu anh mà. Sao anh... Không phải anh Sáu, mẹ con mình đã giúp đỡ ngày trước đâu con. Con nhìn nhầm rồi. Không, anh ấy đã ở cùng mẹ con mình mấy tháng, con không thể nhận nhầm được. Thôi nào con, bên kia có hốc cây, mẹ con mình qua đó trú tạm đi. Chắc tại màn mưa nhòa nên Sáu không nhận ra mẹ con mình đó thôi. Mình làm ơn cũng không nên chăm chăm đòi người khác trả ơn con ạ. Con lạnh quá. Đúng là mưa to nên anh ấy không nhìn rõ mẹ con mình nhỉ. Ngủ đi con, mưa to thế này thì ai nhìn thấy gì chứ. Có những chuyện đời không có hậu như ta vẫn nghĩ, nhưng sẽ thật ích kỷ nếu như ta gieo vào đầu con trẻ những ý nghĩ cay đắng và thất vọng. Với con, cuộc sống vẫn là điều tươi đẹp đợi chờ ở phía trước, con hiểu không? Sống chết có nhau. Em ơi, anh đã đón được anh Quốc rồi. Từ nay anh ấy sẽ sống cùng vợ chồng mình. Các người phải coi bạn ta không khác gì ta. Cơm nước hậu hạ không được bê trễ. Dạ, chúng con nhớ rồi ạ. Em à, Quốc là người thân nhất trong đời anh. Nếu không có Quốc, chắc anh không sống nổi để gặp được em. Khéo, bạn với bè, tự dưng lại rước một người vô công rồi nghề về ở nhà mình. Cậu đừng ngại, nhà mình cũng là nhà cậu. Hãy sắp xếp đồ vào phòng cho anh Quốc. Dạ vâng ạ. Thôi, mình chỉ ở chơi với vợ chồng cậu vài ngày thôi, thế là vui lắm rồi. Không được, khó khăn lắm mình mới tìm được cậu. Cậu phải ở đây sống với mình. Ngày xưa khó khăn là thế, cậu vẫn còn chia sẻ được cho mình. Huống hồ bây giờ, cậu xem, mình đã là một ông chủ nhỏ có kẻ hầu người hạ. Cậu phải để mình thực hiện lời thề xưa của chúng ta chứ. Cậu lợi hại thật, mình chưa lần nào thắng được cậu. Vì mình luôn nắm được sơ hở trong mỗi nước cờ của cậu. Không dưng lại tha về nhà một cái cục nợ. Ăn không ngồi rồi, chễm chệ trên giường cao.
cơm rượu mỗi ngày hai bữa. Kìa em, sáng ra đã có chuyện gì khiến em bực mình sao? Chẳng phải bố già, không phải khách nợ, ở đâu lại rước về ăn no rồi lại nằm, bảo em không bực mình sao được? Em à, có chuyện gì vợ chồng mình nói với nhau? Quốc là người có tự trọng, khó khăn lắm mình mới đón được cậu ấy về nhà mình. Tự trọng? Thôi thôi, liệu mà tống khứ đi. Cậu đừng để bụng, chắc hôm nay có chuyện gì đó bực mình nên cô ấy giận cá chém thớt ấy mà. Ừ, mình hiểu. Nhân à, mình biết cậu rất tốt và lo lắng cho mình, nhưng mình nghĩ mình không nên ở lại đây nữa. Cậu, mình sẽ quay lại với nghề dạy học như trước đây, thi thoảng bọn mình gặp lại nhau. Không được, mình không thể để cậu đi. Mình xin lỗi, mình không muốn là nguyên nhân gây ra mối bất hòa giữa vợ chồng cậu. Cậu quên lời hứa có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu của chúng ta rồi sao? Mình vẫn nhớ, nhưng nếu vẫn còn nhớ thì cậu hãy sống cùng mình chỉ cần thế thôi. Mình phải đi, nhất định mình phải đi. Mình không thể để gia đình cậu ấy tan vỡ vì mình. Nhưng nếu ra đi mà để Nhân biết thì không tiện. Mình xin lỗi. Nếu Nhân nhìn thấy khăn áo mình ở đây, cậu ấy khắc sẽ nghĩ là mình đã chết. Như vậy, cậu ấy sẽ không phải mất công sức đi tìm mình nữa. Cậu đang làm gì thế? Đi ra ngoài với mình có chút việc nhé. Quốc! Quốc ơi! Cậu ấy đã bỏ đi! Quốc ơi! Quốc ơi! Quốc ơi! Đây chẳng phải là áo của Quốc sao? Mình đã làm hại cậu rồi. Chắc cậu ấy đã bị cướp giết. Nhưng cậu ấy ra đi không một xu dính túi thì lấy gì mà cướp? Chắc cậu ấy bị hùm beo ăn thịt hay đi lạc đâu đó trong khu rừng này. Mình nhất định phải tìm được cậu ấy. Quốc! Quốc ơi! Quốc! 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 Tất cả là lỗi tại mình. Mình thật quá quá. Ngày mai nhất định mình phải đi tìm họ. Mình ơi, mình ở đâu? Mình ơi, mình ở đâu? Quốc! 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 Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.